48 ống nhòm. Chặt cây. Cái gì vậy? What is that? Thú vị thật. Warren, đi đâu rồi nhỉ? Này, tớ ở đây. Ôi, Warren, quay lại đây. Này, có giỏi thì bắt đi. Quay lại đây. Này, cậu có gì trong tay vậy? Ngầu không? Tớ tìm thấy nó ở cạnh Vic. Để tớ nói cho cậu biết nó là cái gì. À, cậu không cần biết nó được gọi là gì. Điều đó không quan trọng. Nhưng cậu có thể nhìn thấy những thứ hay ho ở khoảng cách rất xa với thứ này. Ồ, thật vậy sao? Cho em nhìn thử đi. Không không, cái này là của anh. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Dù sao thì cũng phải mất rất nhiều bản lĩnh và công sức để có được nó từ chỗ của Vic. Nên anh sẽ chơi với nó trước. Em hiểu rồi. À, anh đoán anh sẽ để em chơi với nó với một điều kiện. Thật vậy sao? Đúng vậy, điều kiện là bất cứ ai lấy nó phải trông chừng lão triệu phu Vic. Vậy ai muốn nhận việc này nào? Em, chọn em đi. Có thể thấy rằng cả hai bạn muốn chơi với nó. Vậy thì cái này, Rainbow, em trước. Này, chờ tới xem với. Tránh khỏi phiên gác của tớ. Rainbow, đừng quên nếu em thấy Vic thì báo cho anh biết nhé. Em hiểu rồi. Này Rainbow, đợi tới dưới. Cuối cùng cũng thoát được chúng và còn trông chừng được Vic nữa. Lũ trộm ngu ngốc. Đầu tiên chúng cướp cưa máy của mình và sau đó chúng lấy ống nhòm của mình. Chúng có biết đáng giá bao nhiêu tiền không? Là Rainbow. Tiểu Vô Vít, ông ở đâu? Vẫn là lũ đáng ghét đó. Bình tĩnh nào, Vít. Này Rainbow, đó là tiểu phu Vic. Rainbow, nghe này. Tiểu phu Vic, ở đâu? Ông ta ở đâu? Tớ không thấy ông ta. Cái gì vậy? Tiểu phu Vic. Trả ống nhòm lại cho ta. Rainbow, đi ra khỏi đây thôi. Rainbow, quay lại đây. Đứng yên, để ta bắn ngươi. Đồ gấu hôi hám, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lũ gấu hôi hám đó. Lần sau mình gặp chúng thì mình sẽ không để chúng bỏ đi dễ dàng vậy đâu. Ai vậy? Là con sóc đó. Ống nhòm của mình. Sao nó lại lấy được nhỉ?
Bây giờ mình thực sự là vua của thế giới. Và sẽ không ai có thể ngăn cản mình, kể cả tiểu phu Vic. Mình vừa mới nghĩ ra một ý này. Cứ chờ đấy. Không có gì. Bên này cũng thế. Chán quá. Nhưng vẫn phải theo dõi. Nó không thể nhìn qua cái này được. Vicky thực sự là bậc thầy về ngụy trang. Cánh phía Tây an toàn, cũng như khu vực 17 về mặt phía Bắc. Trời ạ, à, lạ thật đấy. Lâu rồi mà chưa thấy tiểu phu Vic nữa. Có thể ông ta đang ấp ủ một kế hoạch xấu xa nào đó. Ai ở đằng đó thế? Lạ quá. Bụi cây bắt đầu đội mũ ngộ nghĩnh từ khi nào? Này, ai ở trong đó vậy? Đúng là đồ ngốc. Ồ, mình đoán mình nên trở về căn cứ ngay lập tức và báo cáo. Ôi ống nhòm, ta nhớ ngươi quá. Đáng lẽ tôi phải biết đó là ông. Giờ thì bỏ cuộc đi. Trả lại ống nhòm cho ta đồ lông lá. Không được nào. Ta đã mua nó rồi mà. Ta còn giữ hóa đơn đây. Đồ xấu xa. Đừng có kéo. Ngươi sẽ làm hỏng nó mất. Đầu mình đau quá. Yeah, mình vẫn còn nó. Suýt nữa thì. Nhờ tài năng của mình, cuối cùng mình đã lấy được chiếc ống nhòm yêu thích. Mình chỉ lấy được một nửa ư? Gì cơ? Một nửa. Đúng thế, lúc trước là có hai bên mà. Nhưng giờ thì. Nhưng không sao, vẫn dùng được. Nè, đưa nó đây, đưa nó đây. Của cậu đây. Thật sự là nó đã bị dở làm đôi ư? Có nghĩa là. Còn sốc đáng ghét. Mau thả tay ra, người sẽ làm hỏng nó mất. Ồ không, tôi nhớ ra rồi. Không, nó hỏng rồi, nó hỏng rồi. Đó là tại Vic đó. Ồ, nhắc là tới ngay. Tiểu phu Vic đây rồi. Cái gì? Cho tớ xem với. Cho tớ xem với. Đây. Đến lúc chiến tranh rồi. Đừng lo. Tớ biết chính xác chúng ta có thể làm gì. Chúng đi đâu rồi? Cục lông lá đó chạy đâu mất rồi? Nó đây rồi. Đứng lại. Đến bắt tôi đi. Tôi không sợ ông đâu. Được rồi, xong rồi. Ryan, giúp tớ với. Đừng có chạy nữa. Này, vào đây đi, nhanh lên. Đứng lại đó. Dù ngươi đi đâu thì ta cũng sẽ đuổi theo. Ta là người chiến thắng. Khi mình tóm được con sóc đó. Tuyệt vời. Sợi dây này để làm gì vậy? Thôi nào, trả lại cho ta đây. Ta sẽ không để bị chế ngự bởi một đoạn dây đâu. Cái gì? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đi vui vẻ nhé, tiểu phu Vic.
cứu thế giới. Đồ gấu xấu xa.